Mình là Mến Bình Dương, xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mình là Mến Bình Dương nha. Mới sớm Mình là Mến đã thấy có ngay một cái xe 16 chỗ nha. Đậu trước cổng vào mộ của cậu Năm luôn á. Không biết là xe này là cái gì chưa? Xe cái gì anh? Ôi. Mới xem thấy cậu Năm rồi. Ôi ơi, coi nóng bê rồi, coi nóng lên áo luôn nè trời. Duy Minh Vlog. Trời ơi, hỏi thấy gì chưa, thấy cậu không? Của em chỉ có áo xanh đặc biệt thôi. Không sao. Bên Minh cà khịa hả? Cà khịa là cái áo sơ lưng có tên kìa em. Trời ơi, mới xanh cà khịa mà sớm rồi kìa. Mới sáng nay thì mình làm bếp thấy rất là đông ha, bà con đến rất là sớm luôn, không biết là đi kiếm mộ bên nào. Ở ngoài đây thì bên phía hoa viên họ đang tích cực ha. Bây giờ 15 bát sẽ ra đây để ghi hình cho tất cả quý cô chú. Đây có lẽ là bà con đi vệ sinh. Hồ cát để trong mấy cái bao rất là gọn luôn. Đó, như các cô chú anh chị thấy ha, cát để rất là gọn, để trong mấy cái bao nè. Để về tiện quá ha anh. Cái xong cái lát mình đổ ha. Ủa cái quạt này giống quạt từ đêm hôm qua quá ha. À cắm suốt luôn. Trời ơi. Ở đây thì có sẵn một cái lò lớn luôn nè bà con. Làm mới sẽ quay cận cảnh tất cả quý cô chú anh chị nha. Đây là cái huyệt của cụ ông Dương Văn Ngộ. Ở một cái lò rất là lớn luôn. Có lẽ là một bác sẽ làm lễ sử dụng cái lo này. Ở đây thì có hai cây dù. Có hai cây dù là tâm. Wow. Bên phía hoa viên họ để sẵn những cái quyển sách luôn nè. Đó. Linh Hoa Tuệ Đàn bản tinh ha, này là bản tinh nè. Là bác sẽ cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Wow, có nhà hàng khách sạn Hoa Viên luôn nè. Khách sạn Hoa Viên. Rồi, bên phía Hoa Viên họ để sẵn là 2, 4, 5 thùng nước. Có cả khăn lạnh nữa, khăn lạnh để bên dưới luôn. Rồi, bên đây có ghế ha. Ghế để sẵn thôi nè. Và cái công tác chuẩn bị của đám tang rất là kỹ lưỡng. Ở phía ngoài đây thì hôm qua thì bên các anh nhân viên đã đem những cái chậu bông trang vào đây rào lại ha, rào những cái hàng rào như thế này, nhìn phải nói rất là hợp mỹ, rất là đẹp. Cái đường vào thì cũng được trải thảm cỏ nhân tạo. Đó thì một lát mình làm bớt sẽ quay ha, tầm khoảng 6 mấy 7 giờ, chắc khoảng hơn 7 giờ thì sẽ đến ha. Bà xã 15 mét cũng như là anh Ngọc và anh Minh ha, bây giờ đang đi thắp hương cho những cái ngôi mộ xung quanh đây. Hello bà xã. Hôm nay em đi thắp ở trên đi trước hả? Wow, nghe cô nói là bữa nay có lương nè. À mình cũng không có lương. Nhưng mà mình
mình quay mà không nhiều lượt xem là coi như là không có lương luôn. Tại vì bà con cô bác biết á, là đủ 100 đô thì mới được lãnh lương ha, mới được trả về tài khoản ngân hàng. Còn nếu mà không đủ 100 đô thì cứ giam ở đó, không được trả về. Bà xã của 15m thì chưa bao giờ được nhận lương, tại vì không có đủ 100 đô. Wow, hôm nay đặc biệt thì anh thấy cái xe 16 chỗ đến rất sớm nha, không biết là đến viếng cái mộ nào trong đây ha. Anh Ngọc ảnh thắp nhang mà ảnh đi tới đâu là khói bay mịt mù tới đó luôn. Anh Ngọc ơi, mũi không dám đi theo anh luôn á. Mũi á, mũi nó không có dám đi theo anh. Anh đi cả trời ơi, tôi nói khói y như là xe tàu quả vậy đó. Chị ơi, có cần em giúp gì không? Mình tìm mộ của ai hả chị? Mộ ai chị? Ủa, vậy là mình đi viếng mộ của Nắm hả? À, vậy mà em tưởng viếng mộ của người thân ở trong đây. Wow. Vậy là mình ở đâu hả chị? Quận 7 xuống đây. Wow, vậy là đại hôm nay là đại gia đình đi viếng mộ cậu Nam. À, dạ con 15m Bình Dương. Có hay coi không cô? Có, cũng có coi hoài. Dạ, trời ơi, vậy mà con tưởng là viếng mộ trong đây. Dạ. Vậy là mình đi đủ chắc cũng mười mấy người hả cô? Cái này là gia đình mình á, hàng xóm hả cô? Dạ. Rồi, vừa hàng xóm có mà vừa gia đình có luôn. Dạ, hôm nay sẵn mình đi chùa rồi mình ghé mình viếng luôn hả cô? Trời ơi, con bé mèo nè, sáng đi hấp nhang nè, thấy hương ghê không? Hôm nay thứ bảy mà sáng thứ bảy là đông vui quá rồi. Bà con đến từ quận 7 anh. Các cô theo nhìn vô của anh cái gì đó, Jimmy Vlog phải không? Có anh, trên á. Không, cô xem kênh anh mà. Dạ, tưởng đâu cô nhìn kênh với trên áo thôi chứ. Dạ, dạ cô tưởng đâu cô nhìn vô áo con chứ. Đó. Cảm ơn cô ha. Dạ. Cô xem là cũng nhiều kênh, 4-5 kênh rồi. Còn mang đến một cái vỏ cam nhìn dễ thương quá. Đeo đây mà gọi đưa ba ba nào má ai đưa nhang kìa Bin. Vậy là kỳ này chắc được nghỉ hè nên dẫn đi theo luôn hả các cô? Dạ đúng rồi, gần tháng 9 rồi đó. Tháng 9 là vô học á. Chị hôm nay mình đi chùa nào đó hả chị? Hôm nay mình đi chùa nào đó ha? Đi núi Chứa Chan. À, đi núi Chứa Chan. Chứa Chan ở Đồng Nai ha. 15m Bình Dương. Dạ 15m. Vậy là mình đi cậu năm trước rồi mình mới đi chùa hả?
Thiên Mộc đại gia đình luôn, đại gia đình rồi hàng xóm luôn. Mấy bé này chắc còn đi học hết ha. Em gái là học lớp mấy? Ở đi hẹn đi làm rồi. Chắc lần này lần đầu tiên mình đến đây luôn hả cô? Không, đi 2-3 lần. Ủa, cũng đi 2-3 lần rồi. Nhưng mà lần trước mình đi xe máy riêng hay là đi xe? Đi taxi. Trời ơi, vậy mà con tưởng con đi lần đầu. Dạ. Đi taxi, đi 6 chỗ luôn. Đi núi dưới tràn chơi ha. Dạ. Rồi, đi sẵn tiện mình ghé mộ của cậu Năm luôn. Quá quý luôn. Thôi rồi, cái vỏ cam dễ thương. Đó, cái vỏ cam các cô mang biến cậu nè. Giờ bà con qua chụp hình ha. Bây giờ các cô đi, các cô, các em mình qua mình chụp hình đi. Tụi con quay lên làm một cái kỷ niệm luôn. Đúng rồi, mình lên mình dàn hàng ngang đi. Làm một cái tấm hình làm kỷ niệm. Đúng rồi, đứng. Lên hết đi các cô, lên hết đi. Đó. Dạ. Chỉ kỷ niệm ha. Lên hết đi mấy bé. Đó. Mình chia đều qua hai bên luôn, chia đều ra hai bên cô. Đó. Cô lên đi cô, chị lên đi chị. Chị lên ra luôn. Đó, đúng rồi, dàn hàng ngang qua cái quay lại làm kỷ niệm ha. Đó. Bây giờ để em qua bên đây. Rồi chụp hình làm kỷ niệm nha. Rồi 2-3 cười. Quá đẹp luôn, trời ơi. Đó. Rồi. Bé háo khẩu trang luôn bé. Bé này nè, đó đúng rồi. Mắc cỡ hả? Trời ơi, cái ổng mắc cỡ kìa. Đó, quá đẹp luôn. Rồi xong rồi. Rồi thôi, tụi con cảm ơn các cô, các chị, các em rất là nhiều luôn nha. Đó, sáng nay thì bà con đến viếng mộ của cậu Năm trước khi mà đi qua núi Chứa Chang để du lịch tham quan ha. Chúc cho đại gia đình của mình có một cái chuyến đi tốt lành, vui vẻ nhất. Hành Kim Quệ là ngoài sau. Dạ, cô Hành Kim Quệ phía sau cô. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.